Thưa quý vị, không chỉ ở trên đất liền mới có những gánh hàng rong, mà ở trên biển cũng có nghề bán hàng rong. Đó là hình ảnh những người phụ nữ một mình chèo thuyền lênh đênh trên biển, bán những mặt hàng cho các hộ sinh sống trên các vùng vịnh tại thị trấn Cát Bà. Vâng, mặc sóng gió, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, thì những người phụ nữ bán hàng rong trên biển vẫn vững tay chèo. Trong buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của những người phụ nữ bán hàng rong tại vịnh Lan Hạ, thuộc thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Không phải là những câu giao hàng hay đôi quang gánh như những người bán rong trên cạn. Một chiếc thuyền và một chiếc điện thoại. Chỉ cần một cuộc gọi đặt hàng là lập tức chị Lai sẽ có mặt để bán đủ thứ mặt hàng, từ thực phẩm, nước uống hay cả đồ dùng gia đình. Chị bán thịt này, rau này, rồi thì đồ ăn chẳng hạn cam, quýt như là nhãn hay nước đấy, phục vụ cho những cầu đi làm. Làm nghề bán hàng rong trên biển đã được gần 20 năm. Không ngóc ngách nào chị Lai chưa từng chèo thuyền qua. Nắng mưa, gió bão, đôi tay gầy vẫn vững tay chèo băng qua từng con nước. Nhọc nhằn là vậy, nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao. Tuy nhiên, chị vẫn yêu nghề vì nó có thể giúp ích được cho những người đang sinh sống trên biển. Gần nhất là cái nghề này là bão táp, sóng gió là phải khó nhất. Chèo sóng giam gió ở đây, một tháng khoảng độ được 4-5 triệu. Cũng nuôi tạm tạm, hai vợ chồng thì tạm tạm ổn. Giống như chị Lai, chị Hằng cũng đã bán hàng rong trên vịnh Lan Hạ được hơn 10 năm. Nhờ có nghề này mà chị đã nuôi sống được gia đình và các con ăn học. Khó khăn nhất ấy, là bão gió thôi. Bão gió như thế nào ạ? Bão gió thì phải mưa gió, phải tắt nước thôi, chứ đêm thì hả? Việc đi bán hàng như thế này thì ngày nắng khác ngày mưa như thế nào ạ? Nắng thì bán được nhiều hàng hơn, mưa thì bán được ít hơn. Khi chèo thuyền, gặp rác thải, các chị lại vớt chúng lên để giữ gìn môi trường. Nghề bán hàng rong trên biển, dù có bao nhọc nhằn sóng gió, thì những người phụ nữ này vẫn vững tay chèo. Nhờ có những người phụ nữ bán hàng rong trên biển như chị Lai, chị Hằng, mà nhiều hộ gia đình sống trên biển tại vịnh Lan Hạ cũng được cung cấp thực phẩm đủ đầy hơn.